Cô gái này có đôi mắt âm dương, cô có thể nhìn thấy khói đen phía sau người sắp chết. Chỉ cần chạm vào khói đen là có thể biết được họ sẽ chết như thế nào. Người bố đã mất của cô là một người trừ ma. Cô đã được di truyền năng lực kỳ lạ của bố, có thể nhìn thấy ma. Hôm nay, cô đang làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, đột nhiên nhìn thấy phía sau một vị khách có một bóng đen. Cô biết vị khách sắp chết, vội vàng kéo anh ta lại, bảo anh ta đợi một lát hãng ra ngoài. Khách hàng lại không đồng ý, vung tay cô ra. Kết quả, nam chính là một cảnh sát kém cỏi, nhìn thấy thi thể sẽ nôn, nhìn thấy người khác ăn canh nội tạng cũng nôn, bị nhiều người ở đồn cảnh sát ghét. Lúc vị khách chết, nam chính tình cờ đang mua gà rán ở trong tiệm. Anh đã chứng kiến toàn bộ quá trình. Khi người khác kinh hoàng, chỉ có nữ chính điềm tĩnh làm gà rán. Nữ chính về tới nhà, áy náy rơi lệ. Cô quyết định rời khỏi thành phố này. Trên máy bay, cô đột nhiên nhìn thấy bên cạnh cô bé ngồi bên có một đám màu đen, sợ đến mức ngã xuống đất. Lại đứng dậy nhìn, bên cạnh tất cả hành khách trong khoang đều có bóng đen. Nữ chính sợ đến mức kêu rít lên. Cô điên cuồng đập cửa khoang. Mọi người nhìn cô một cách khó hiểu. Bọn họ không biết mình đang bị thần chết để mắt tới. Cuối cùng, nữ chính đã bị đuổi xuống máy bay. Máy bay cũng đã xảy ra chuyện, hành khách không một ai sống sót. Nữ chính bị đưa tới đồn cảnh sát để điều tra về sự cố của máy bay. Đối mặt với nam chính, nữ chính thẳng thắn rằng mình có thể nhìn thấy ma. Nam chính lại không tin. Anh đưa nữ chính về nhà. Lúc đi qua một cây cầu, nhìn thấy trên trụ cầu có một người đang nói rằng muốn tự sát. Nam chính nói anh ta sẽ không tự sát, chỉ là muốn gây sự chú ý. Còn nữ chính lại nói có bóng đen. Người đàn ông chắc chắn sẽ chết. Quả nhiên, người đàn ông đã nhảy xuống. Nam chính ngây ra, anh chắc chắn rằng nữ chính có thể nhìn thấy ma. Thế là quyết định thuyết phục cô gái cùng đi cứu người. Anh khuyên nữ chính hợp tác với mình, giải cứu những người sắp chết đó. Hai người đã đồng ý hợp tác. Hôm nay, nữ chính đi trên đường, nhìn thấy phía sau một người đàn ông có bóng đen đi theo. Cô trông thấy người đàn ông sắp bị uy hiếp và sát hại trong trung tâm mua sắm. Nam chính mau chóng bắt người đàn ông lại và nhốt anh ta lại trước. Nhiệm vụ hoàn thành. Hai người vui vẻ tạm biệt nhau. Vốn tưởng rằng đã giải cứu được tính mạng người khác, không ngờ ác mộng lớn hơn nữa lại tới. Sau khi hai người tạm biệt, điện thoại của người đàn ông bị nước reo lên. Người đàn ông vốn dĩ phải tới trung tâm mua sắm để đón mẹ, đành phải bảo Nam đi đón thay mình. Không lâu sau, thời sự lại đưa tin trực tiếp, có người đàn ông bị uy hiếp ở trung tâm mua sắm, còn đối tượng bị uy hiếp lại là nam chính. Tiếp đó có người bóp cò, viên đạn bắn trúng đầu nam chính. Sau khi cấp cứu không thành thì đã chết. Sau khi nữ chính biết được, suy sụp khóc lóc, ngã xuống đất. Trong nhà xác, một bác sĩ buôn bán nội tạng đang truy tìm. Anh ta đã ngắm trúng đôi mắt của nam chính. Lúc chuẩn bị ra tay, đột nhiên, cơ thể cứng rắn ngồi dậy, nam chính lại tỉnh lại. Nhìn bác sĩ sợ hãi bỏ chạy, anh lại lẩm bẩm một câu loài người ngu xuẩn. Hóa ra, nam chính đã bị sứ giả địa ngục nhập. Sau khi anh bị nhập, đã không còn yếu đuối như ngày trước, thân thủ nhạy bén, khống chế được lưu manh, xử lý vụ án nhanh nhạy, dám cãi lại cấp trên, còn có cơ thể bất tử. Anh còn có một quả cầu thủy tinh chết chóc, có thể nhìn được sự sống và cái chết. Hôm nay, nam chính mở quả cầu thủy tinh ra, đối tượng xuất hiện lại là nữ chính, điều này có nghĩa là nữ chính sắp bị hại. Ở ngoại ô, một người đàn ông đang tưới xăng vào căn nhà. Trong nhà, một giáo viên đang chơi trò chơi cùng một lũ trẻ. Người đàn ông châm xăng lên. Trên nóc nhà, có rất nhiều người mặc đồ đen. Đều là sứ giả địa ngục đến để bắt hồn. Lũ trẻ đều sẽ phải chết. Thế nhưng nữ chính kịp thời đi tới, xoay chuyển vận mệnh, cứu được tất cả mọi người ra. Bóng đen đều đã biến mất. Nữ chính không biết, cô đã làm trái lại số trời. Giải cứu người sắp chết sẽ mang lại họa sát thân cho bản thân. Trong bụi cỏ ở bên ngoài container, người phóng hỏa quả nhiên đã để mắt tới nữ chính. Không ngoài dự đoán, tin về cái chết của nữ chính đã nhanh chóng được truyền tới. Cảnh sát phát hiện ra điện thoại của nữ chính ở hiện trường. Dưới đất còn có vết máu tươi. Kết hợp với địa điểm xảy ra vụ án và ghi âm của gọi báo cảnh sát của nữ chính, nam chính đã xác định được kẻ tình nghi. Hai người điên cuồng đuổi bắt trong xe, cuối cùng đã khống chế được kẻ tình nghi, còn biết được vị trí của nữ chính. Hóa ra nữ chính bị nhốt ở trong hang núi, chỉ là bị thương nhẹ chứ chưa chết. Sau khi cứu được nữ chính ra, nam chính phát hiện mình đã đem lòng yêu nữ chính sâu đậm. Anh học cách hôn với cái chốt cửa. Kết quả, trong khu vui chơi, hai người ngồi kề vai nhau ăn kem trên ghế. Kem dính đầy khóe miệng. Nữ chính nói lại gần một chút. Nam chính ngây ra một chút,